Triển lãm điêu khắc hội họa của họa sĩ Ngô Xuân Bính đang diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề Ego, Người. Đây là cuộc trưng bày nghệ thuật lớn nhất trong sự nghiệp của họa sĩ, với hơn 200 bức tranh sơn mài, sơn dầu và hơn 100 tượng điêu khắc với các chất liệu như đồng, đá, gỗ. Tác phẩm lớn nhất, Thông Linh, được làm bằng chất liệu gỗ nặng hơn 4,5 tấn. Đây là một triển lãm với quy mô rất lớn, với những cái tác phẩm đồ sộ thể hiện một cái sức lao động, một cái sức xả thân về nghề. Ở đây thì có những câu chuyện của văn hóa truyền thống, có những câu chuyện của văn hóa đương đại. Và chính cái thông điệp là về một thành phố sáng tạo, một thành phố xanh, một thành phố mà hướng tới con người làm trọng tâm. Dựa trên những các cái cốt lõi của truyền thống thì họa sĩ Ngô Xuân Bính đã sáng tạo thêm những các cái tinh thần của đương đại vào tác phẩm. Triển lãm nghệ thuật đương đại Ego, Người của họa sĩ Ngô Xuân Bính là một hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022. Triển lãm kéo dài đến hết tháng 3 năm 2023.